Ngày 23 tháng 9, chi đoàn Bá Đồng Nai đã tổ chức chuyến về nguồn tại đình thờ liệt sĩ huyện Nhân Trạch, ấp 5 xã Long Thọ huyện Nhân Trạch. Cùng dự có phó tổng biên tập Bá Đồng Nai Đinh Kim Tuấn. Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Bá Đồng Nai cùng các đoàn viên chi đoàn đã dân hoa dân hương viếng các liệt sĩ tại đền thờ, đồng thời tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước cho độc lập tự do của dân tộc. Đền thờ liệt sĩ huyện Nhân Trạch được khởi công xây dựng vào ngày 10 tháng 11 năm 1998 và khánh thành vào ngày 1 tháng 9 năm 1999. Đây là nơi ghi ơn tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng đã chiến đấu và yên nghỉ trên mảnh đất Nhân Trạch. Trong chánh điện đền thờ có tượng Bác Hồ, trên tường là các bản đá hoa cương khắc tên tuổi của hơn 2.000 liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng. Trong khuôn viên đền thờ còn có tượng đài chiến sĩ đặt công rừng sát. Dịp này, Chi đoàn Bá Đồng Nai đã thực hiện công trình thanh niên trao tặng 35 suất học bổng trị giá 35 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt của trường trung học cơ sở Phú Hội, huyện Nhân Trạch. Nhà báo Thanh Hải, bí thư Chi đoàn Bá Đồng Nai chia sẻ, mỗi suất học bổng có giá trị tuy không lớn nhưng là nguồn cổ vũ động viên về mặt tinh thần, giúp các em học sinh không ngừng cố gắng nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống đồng thời chia sẻ phần nào gánh nặng về các khoản chi phí đầu năm học cho gia đình các em. Thầy Phan Công Khanh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phú Hội gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban biên tập, chi đoàn Bảo Đồng Nai cùng mạnh thường quân đã quan tâm giúp đỡ học sinh của nhà trường. Tập thể nhà trường sẽ nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt học tốt đáp lại sự quan tâm của quý báo và quý mạnh thường quân.